Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Mới đây, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, Đại úy Dmytro Pletenchuk, cho biết các tàu chiến của Nga đã không còn có thể gây ảnh hưởng tới cuộc xung đột giữa hai nước. Hạm đội Nga đã mất khả năng ảnh hưởng đến tiến trình chiến sự ở Ukraine. Đại úy Pletenchuk nói, các đồng đội từ cơ quan tình báo Ukraine có thể trả lời câu hỏi này ở cấp độ chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng, bất kể mức độ sẵn sàng hay số lượng đơn vị, hạm đội Nga không còn có thể tác động cục diện cuộc chiến giữa hai bên. Người phát ngôn của Hải quân Ukraine cho biết thêm, mặc dù một số đơn vị của Nga có khả năng được tái triển khai thông qua vùng biển nội địa, nhưng họ sẽ không làm như vậy vì họ không thể quản lý hiệu quả các đơn vị mà họ để lại ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen về cơ bản bị tê liệt ở khu vực biển Azov, Biển Đen. Ông Pletenchuk cũng tuyên bố rằng, ở những khu vực khác như Địa Trung Hải, tàu chiến của Nga cũng không thể tiếp cận tới mục tiêu của Ukraine. Trước những tuyên bố trên từ phía Kiev, Nga chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Trước đó, Ukraine đã nhiều lần tuyên bố dùng xuồng cảm tử và tên lửa tầm xa, cũng như UAV tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến hạm đội Biển Đen của Nga bị tê liệt. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Kransap cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó. Ông đồng thời tuyên bố sự thống trị của Nga ở Biển Đen đang bị thách thức. Hồi tháng 3 năm nay, ông Pletenchuk cũng nói rằng 1/3 hạm đội Biển Đen của Nga đã bị phá hủy sau các cuộc tấn công kể từ đầu xung đột. Sau đó, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố hạm đội Biển Đen không còn hoạt động về mặt chức năng. Viện nghiên cứu Hudson của Mỹ từng cảnh báo con số trên có thể tăng 50% nếu Ukraine giữ tốc độ tấn công và Nga không có biện pháp đối phó hiệu quả. Chiến dịch tấn công của Ukraine đã đẩy các tàu chiến Nga phải rút về các căn cứ ở các thành phố cảng Feodosia, cách xa Crimea và Novorossiysk ở Nga. Nhưng ngay cả ở những khu vực này, hải quân Nga cũng bị tấn công. Hồi tháng 5 năm nay, máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu tấn công vào cảng Novorossiysk của Nga. Về phần mình, hải quân Nga cũng đã bắt đầu triển khai lực lượng ở biển Azov, nơi được bảo vệ chặt chẽ hơn, để bắn tên lửa vào Ukraine vì Moscow cho rằng nơi này an toàn hơn Biển Đen. Ngoài ra, trước các đòn tấn công của Ukraine, Nga cũng được cho là đang thiết lập một căn cứ khác ở Biển Đen ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia. Các động thái này giúp tách biệt các khí tài của Nga ở Biển Đen ra xa tầm tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine cảnh báo cũng sẽ tấn công vào khu vực này. Hồi tháng 7 năm nay, chuyên gia về an ninh quốc tế tại Đại học Lancaster ở Anh, Basil Gammon cho biết Ukraine đang dần giữ thế thượng phong ở Biển Đen. Ông đồng thời nói rằng hạm đội Biển Đen của Nga đã mất quyền kiểm soát vùng biển này. Chuyên gia Gammon nhận định đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với Nga, vì tàu chiến là một trong những khí tài quân sự đắt đỏ nhất trong kho vũ khí của một quốc gia và có thể mất hơn một thập niên để mua sắm và đưa vào hoạt động. Theo thông tin từ phía Ukraine cho biết, vào thời điểm chiến sự bùng phát, hạm đội Biển Đen có khoảng 80 tàu chiến. Trong số đó có 30-35 chiếc là mối đe dọa thực sự với quân đội Ukraine vì có tầm bắn xa. Các tàu đổ bộ cơ lớn, tàu ngầm, tàu tuần tra, tàu săn biển của họ cũng sở hữu hệ thống vũ khí đáng gờm. Tuy nhiên, hiện khoảng 25 tàu trong số đó đã bị phá hủy, 15 chiếc đang được sửa chữa. Ngày 14 tháng 10, Liên minh quân sự NATO đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân thường niên, Steppenwolf. Cuộc tập trận lần này huy động khoảng 60 máy bay từ 13 quốc gia, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35A và oanh tạc cơ B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Theo thông báo, khoảng 2.000 quân nhân từ 8 căn cứ ở các nước thành viên NATO sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 tuần này. Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, răn đe hạt nhân là hòn đá tảng đối với an ninh của Liên minh. Steppenwolf là cuộc kiểm tra quan trọng đối với năng lực răn đe hạt nhân của Liên minh, đồng thời gửi thông điệp rõ ràng đến mọi đối thủ rằng NATO sẽ bảo vệ mọi đồng minh. Các máy bay tham gia tập trận lần này chủ yếu hoạt động trên không phận Bỉ, Hà Lan, Anh, Đan Mạch, cùng vùng biển nối giữa eo biển Anh và biển Na Uy. Các lực lượng tham gia sẽ không sử dụng đạn thật dưới bất kỳ hình thức nào. Trước động thái này, cùng ngày 14 tháng 10, Điện Kremlin đã lên tiếng phản đối NATO tổ chức tập trận hạt nhân giữa giai đoạn đối thoại bế tắc và xung đột Nga-Ukraine ngày càng căng thẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói, với bối cảnh xung đột Ukraine đang trong giai đoạn giao tranh nóng, những cuộc tập trận kiểu này chỉ khiến căng thẳng leo thang hơn nữa. Ông Peskov cho rằng,
Sự can dự của phương Tây vào chiến trường Ukraine là nguyên nhân Moscow, Washington chưa thể nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định, vì các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp đang tham gia gián tiếp và trực tiếp trong một cuộc chiến chống lại Nga. Nếu có đối thoại về kiểm soát hạt nhân, các bên phải chấp nhận đối thoại thêm về các phương diện an ninh khác. Ông Peskov cũng cho rằng, Nga không thể đàm phán hạt nhân với Mỹ vì các cường quốc hạt nhân phương Tây đang tham gia vào cuộc xung đột chống lại Nga, cũng như bất kỳ cuộc đàm phán an ninh nào cũng cần phải có phạm vi rộng hơn. Trước đó hôm 11 tháng 10, sau khi giải Nobel Hòa bình được công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Washington đã sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên, mà không cần điều kiện tiên quyết để giảm thiểu mối đe dọa hạt nhân. Cũng trong buổi họp báo vào ngày 14 tháng 10, ông Peskov bác bỏ phát ngôn của người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức, ông Bruno Kahn. Theo đó, ông Kahn nói, lực lượng Nga có khả năng sẽ tấn công lãnh thổ NATO chậm nhất là vào cuối thập kỷ này. Trước những lo ngại từ giới chức NATO về mối đe dọa quân sự từ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ dịch chuyển hạ tầng quân sự hướng về phía Tây, mà thực tế diễn ra theo hướng NATO đưa vũ khí tới gần Nga. Trong xung đột Nga-Ukraine, máy bay không người lái là vũ khí vô cùng quan trọng trong mỗi cuộc tấn công. Chính vì vậy, quân đội Ukraine không ngừng cải tiến UAV để có thể đánh chặn mục tiêu của đối phương. Tờ Kyiv Post đưa tin trong bài viết cho Hiệp hội Henry Jackson của Anh. Chuyên gia David Kirichenko đã chỉ ra vai trò ngày càng gia tăng của trí tuệ nhân tạo AI trong việc giúp UAV Ukraine ngày càng đánh trúng mục tiêu của Nga hiệu quả hơn. Trước đó, tạp chí Time dẫn nguồn tin nói rằng trong năm nay AI đã giúp UAV của Ukraine tăng tỷ lệ đánh trúng từ dưới 50% vào năm 2023 lên gần 80%. Theo Time, công lớn trong việc cải thiện chỉ số này là phần mềm AI do công ty Palantir có trụ sở tại Mỹ cung cấp. Một ví dụ về công nghệ này là máy bay không người lái trinh sát Stalker, trong đó phần mềm AI của Palantir được tích hợp vào. UAV sử dụng AI của Palantir có thể tự động xác định binh sĩ, xe tăng, xe bọc thép trong số các mục tiêu khác và cung cấp thông tin đó cho sở chỉ huy để chọn thời điểm và vũ khí tấn công đối thủ. Tuy nhiên, lợi thế quan trọng đến từ khả năng tự học của AI và khả năng huấn luyện phần mềm của Ukraine. Chẳng hạn, như Stalker giờ đây có thể phân biệt binh sĩ Nga bằng hình ảnh quân phục, loại vũ khí và trang bị sau khi phần mềm AI nghiên cứu hàng loạt video liên quan tới quân đội Nga. Các báo cáo thực địa cho biết, đối với những người mới điều khiển tác chiến của Ukraine, tỷ lệ trúng đích chỉ còn 10% trong khi những người vận hành giàu kinh nghiệm nhất cũng phải vật lộn để đạt được tỷ lệ thành công 50%. Tuy nhiên, với phần mềm AI của Palantir tích hợp vào các máy bay không người lái của Ukraine được sử dụng để ngắm bắn pháo binh, tỷ lệ này có thể tăng lên gần 80%. Phần mềm của Palantir được thiết kế để tổng hợp dữ liệu thu thập được từ nhiều nguồn, bao gồm thông tin tình báo của con người, máy bay không người lái, radar, hình ảnh nhiệt. Nó có thể phát hiện chuyển động trên chiến trường và nguồn hỏa lực pháo binh. Sau đó, mô hình AI của Palantir sẽ xử lý dữ liệu và sẽ cung cấp nhiều tùy chọn nhắm mục tiêu để quân đội lựa chọn phương án phù hợp. Chuyên gia Kirichenko cho biết, máy bay không người lái Ukraine được trang bị AI đang tận dụng công nghệ để chống lại cả quân số đông đảo của Nga, cũng như số lượng lớn thiết bị và vũ khí. Rủi ro lớn nhất là con người trao quá nhiều quyền tự chủ cho AI trong cuộc chiến vì công nghệ cũng có sai số và không thể lúc nào cũng có thể tin tưởng hoàn toàn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chắc chắn AI có thể nhận diện chính xác hoàn toàn giữa binh sĩ và người dân thường, và nếu AI được quyền tự chủ tấn công, mọi thứ có nguy cơ vượt tầm kiểm soát. Mặt khác, Nga là một cường quốc quân sự cũng không ngồi yên khi các đối thủ tăng cường sử dụng AI trong tác chiến. AI được xem là tương lai của công nghệ và Nga không đứng ngoài cuộc đua. Nước này cũng đã bắt đầu tích hợp AI lên các vũ khí khác nhau trong thời gian qua, trước bối cảnh Ukraine đã và đang trở thành bãi thử vũ khí cho các công nghệ tác chiến tiên tiến. Ngày 14 tháng 10, EU thông báo áp lệnh trừng phạt với một số quan chức và tổ chức Iran bị cáo buộc tham gia chuyển giao tên lửa UAV cho Nga sử dụng tại Ukraine. Theo đó, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với 7 thực thể, trong đó có hãng hàng không Iran Air
và 7 cá nhân Iran, trong đó có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Sejed Hamze Galandari và các quan chức cấp cao lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Tương tự hồi tháng trước, Mỹ cùng các cường quốc hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp và Đức đã áp đặt các lệnh trừng phạt với cáo buộc Iran chuyển giao tên lửa cho Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh việc toàn bộ khối áp dụng lệnh trừng phạt Iran, thêm rằng cần phải có nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Ủy ban châu Âu viết, việc chính quyền Iran ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Hai hãng hàng không khác của Iran là Saha Airlines và Mahan Air cũng bị EU áp lệnh trừng phạt, trong khi hai công ty khác bị cáo buộc chuyển giao và cung cấp máy bay không người lái UAV do Iran sản xuất, cùng các bộ phận và công nghệ liên quan cho Nga thông qua mạng lưới xuyên quốc gia. Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào hai công ty tham gia sản xuất nhiên liệu dùng để phóng tên lửa và rocket. Những cá nhân và thực thể có tên trong danh sách trừng phạt sẽ bị đóng băng tài sản và bị cấm đi lại tới EU. Iran chưa bình luận về lệnh trừng phạt mới của EU. Lâu nay, Iran vẫn bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng nước này chuyển tên lửa cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Tehran cho biết hợp tác chiến lược của họ với Moscow không liên quan đến xung đột ở Ukraine. Họ khẳng định việc cung cấp viện trợ quân sự cho các bên tham chiến là vô nhân đạo. Cùng ngày, Anh cũng áp lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản với một số quan chức quân sự cấp cao Iran vì vụ tấn công tên lửa đạn đạo vào Israel hôm 1 tháng 10. Trong số những cá nhân bị trừng phạt có Tổng tư lệnh quân đội Iran Abdul Rahim Mousavi và người đứng đầu lực lượng không quân Hamid Vahidi. Ngoại trưởng Anh David Lammy cho hay Iran đã phớt lờ cảnh báo liên tục rằng những hành động nguy hiểm của họ cùng các lực lượng đồng minh trong khu vực đang làm gia tăng xung đột ở Trung Đông. Iran trong khi đó nói rằng họ tiến hành cuộc tập kích tên lửa để đáp trả việc Israel hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ở Liban và sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh trong vụ đánh bom ở Tehran mà Tel Aviv bị cáo buộc đứng sau thực hiện.